đây là cái món gì em? Mì khô đặc biệt là nó có tôm nè, tôm rồi xá xíu, rồi có một cái bánh giống như là cái bánh này, bánh kiểu bánh tôm á. Nhìn hấp dẫn, cũng hấp dẫn đó hả? Hai cái trứng cút, rồi có một miếng mực to đùng nữa, rồi chả cá viên, hành thánh chiên. Dạ, cảm ơn chị. À, chị để đó cho em được, em bưng được sao? Không, chị để đó cho em đi sao? Rồi mì đến đây thì Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em trở lại với kênh của Hoàng Family TV. Hôm nay có nhà mới khai trương tại Busa cô chú bác, cho nên đi làm video liền để chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Mà trước khi đi cũng có cái sự hồi hộp, không biết cái nhà hàng này anh có được ra gì hay không, và để có nên gửi đến cho cô chú bác hay không. Thì mình cũng nói luôn là mình chuyên đi siêu tầm những cái nhà hàng mà mới khai trương tại Busa. Ngon dở thì không còn biết, nhưng điều theo mình biết cái nhà hàng này á là tiệm thì cũ mà chủ thì mới. Tiệm cũ chủ mới nghe. Còn cái đồ ăn người ta thay đổi như thế nào hay không thì cái đó mình cũng không biết được. Cái này gọi là hên xui. Giống như mình nói cái nhà hàng, những nhà hàng cũ á, thì mình còn biết được cái món ăn nó như thế nào. Còn những mới nhà hàng chủ mới, tiệm cũ một chủ mới thì người ta không biết làm có cái gì thay đổi không. Hy vọng là hôm nay mình đến đó có những cái món ngon dở, không vui buồn gì mình cũng chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em, để cho cô chú bác và anh chị em biết. Cũng trung tâm Busa cô chú bác nhé. Thôi cùng hai vợ chồng mình đi đến đó để coi thử có món gì ngon để chia sẻ đến cô chú bác nha. Đây cô chú bác, cái tiệm hôm nay mình ghé đây, Yummy Egg Noodle Grand Opening này. Thôi giờ cô chú bác cùng mình vào đó thưởng thức nhé. Đây cô chú bác, đây là cái logo của cái chủ mới. Ở đây mở những cái món ăn trong này để em quay cho cô chú bác xem. Em order cái mì bò cay đi, em thấy nó đây cô chú bác, mình hay chia sẻ là tiệm này là tiệm cũ nghe, mà chủ là chủ mới. Thì chắc có lẽ người ta cũng thay đổi một số đồ ăn hoặc là người ta bổ sung thêm một số đồ ăn nữa cô chú bác. Cái tiệm này là nằm ngay cái chỗ đường New Hope và đường First thì nó nối chung với đường Busa cô chú bác. Coi như là đối diện với cái corner của hủ tiếu Triều Châu và Tân Cảng Sea Food. Đối diện ở bên kia đường cô chú bác. Thì ở Busa này, tại sao hôm nay là mình ghé vào cái tiệm này để mình chia sẻ. Thì cái tiệm này thì hồi trước cái chủ cũ á, là mình cũng làm một video rồi, mình chia sẻ rồi. Và hôm nay thì mình thấy chủ mới, tiệm cũ chủ mới, thì cho nên mình muốn vào đây để mình chia sẻ để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em có cái gì khác biệt với cái chủ cũ hay không. Thì giống như mình nói, nếu mình không vào trong cái chỗ này thì không thể nào mình biết được là cái chủ mới có những món ăn gì và nó có thay đổi cái gì và đồ ăn ra có vừa ý hay không. Thì những cái tiệm nhỏ như cái này cho cô chú bác là người ta cũng bán để mà sống qua ngày, người ta bán theo cái kiểu bình dân thôi, chứ không có cái gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng điều cảm ơn chị. Ủa, ở đây mình có mới khai trương có phi soda sô đồ gì là sao, là cái đó là sao chị? Là mình muốn uống nước ngọt Coke hoặc là nước Pepsi rồi đó. Vậy cho em xin lon Pepsi Coke đi. Ở đây mới khai trương cho nên người ta có cái cho phi nước Coke, người ta dùng trong lon á. Cảm ơn chị. Em có được rồi sao? Đây cô chú bác. Cái này mình mới khai trương thì mình cho người ta phi soda được bao lâu chị? Phi một tuần hả? Ok, lại thấy là có gì là thông báo đó hả? Ok, cảm ơn chị. Đây người ta cũng chưa cho biết được là mình người ta phi được bao lâu. Những điều mới ra chưa gì người ta cũng có một cái gì đó cho hít cho nó khác khác xíu một chút đó.
không biết là bao nhiêu tiền. Ừ, đúng rồi. Trong cái thực đơn là mình thấy không để giá đi. Thấy không để giá nha, cho nên mình không có chia sẻ về giá được. Mình có thể cứ hồi ăn xong thì mình mới chia sẻ với cô chú bác và anh chị em. Ở đây á, mình biết, mình cũng chia sẻ nhiều với cô chú bác rồi là đôi lúc là mình bỏ lên cái video là cái nhà hàng mới mở, chứ không phải là chủ yếu là mình tới mình chia sẻ những cái món ngon ở đây của các bác nhé. Ngon dở thì giờ thì mình cũng chưa biết luôn, nó thật là vậy. Nhưng điều mình biết được những nhà hàng này là những nhà hàng rất rất bình dân, người ta bán theo kiểu gia đình ở Busan này, kiểu gia đình này nhiều lắm của các bác. Cho nên khi mình bước vào trong cái nhà hàng á, là tất cả những cái gì trong nhà hàng này cũng mình nghĩ chắc có lẽ là chủ cũ sau là chủ mới cũng dùng vậy thôi. Cho nên có cái gì mình chia sẻ cho quý bác đến cái đó, chứ mình cũng không một cái người đến trải nghiệm thôi, chứ mình không có biết là ngon dở. Nhưng điều cái bình dân thì tiền đâu của đó quý bác nhé, cho nên mình cũng mong quý bác thông cảm là mình làm cái người đi làm mà YouTube đi chia sẻ chỗ mới chỗ cũ và ngon dở lại phải là như vậy. Mình phải em nghĩ một cái tiệm mà mới mở thì rất là nhiều người ta cũng muốn đến để mà coi từ cái tiệm mới nó có những cái gì mà có không đó. Ví dụ đúng rồi, sợ tới sợ lui rồi người ta đến rồi người ta có thể mét miệng với nhau rồi người ta nói ồ đến đây thì nhìn đấy cũng là có cái gì mới hết, cho nên cái đó rất là mình nhìn điều gì phải áp dụng từ cái lúc này. Tóm lại trong mấy tuần đầu phải nên nó gọi là tìm tòi ra những cái món mà nó gọi là cập nhật đó. Vì khi mà cái người đến ăn là người ta đều đồn miệng với nhau ồ là cái tiệm là tiệm cũ, nhưng điều nó có những cái món ăn khác chứ không phải như hồi xưa. Đồng ý là cái đầu bếp cũ, nhưng điều người ta có thể thay đổi cái hương vị, cái gia vị hoặc là những cái món ăn. Cảm ơn. Ok, thì gì em đem rất nhiều, cho nên mà em cũng hay muốn chia sẻ để cho có một cái tiệm nó tồn tại và cái người chứ còn nếu mà đặt một cái tiệm cũ mà chỉ có lấy tiệm cũ mà chỉ để lại những cái món cũ thì chẳng khác gì mà chỉ đừng có đổi tên. Thì mình cũng muốn là cái người chủ cũ có cái món taste control, mì cay, mấy cái món đó chị làm có được không? Mình có hả? Đó có thì đi. Ồ, hay đó, mấy cái món mới mình phải bổ sung. Đúng rồi. Cái đó thì em nghĩ nên mà vào sự càng sớm thì nó càng tốt để cho nhiều người biết. Vậy là mình mới lấy được một tuần. Dạ, mới được một tuần. Thì cái size nó cũng chưa dạ không mà em thấy cái tạm thời cái sai mà chưa cái sai temporary đó thì cũng ok, người ta đi ngang thì người ta cũng thấy rõ ràng. Dạ ok con. Ok dạ dạ ok đây tô mì khô mì sốt. Mì vịt tìm của mình cô chú bác còn dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ thôi mời cô chú bác nha. Ở đây mình cho vào ít sa tế này, sa tế bỏ vô nhiều quá ăn nó bị sặc. Ừ. Mình chuẩn từ cái nước tiếp này. Cái nước thì cũng đậm đà cho cái giá bằng. Đúng là sắp riêng đó, anh ta bảo riêng. Sốt riêng cho mình nha. Sốt riêng, mình bỏ thêm chanh vô. Tưởng là họ để chung rồi nhưng mà không phải. Em trộn lên ở dưới là em không có thấy gì hết. Bây giờ nước sốt thì bỏ vô thêm.
họ thì mình có giá luôn cho nó. Nó có rau rồi. Giá này họ trụng rồi, họ trụng cho mình cái giá luôn rồi. Trụng rồi. Trụng luôn rồi. Trộn lên. Thấy cái việc sợi mì nó cũng tơi đó, chứ cũng không phải là nó xê xệt với nhau đó. Hình như trong đó có miếng mực thật hả? Có một miếng mực này, tôm mực. Tôm này, chả cá này. Chả cá viên, rồi hoàn thánh chiên, rồi xá xíu. Nói chung là cũng, topping cũng rất là đầy nhiều. Đủ, rất là nhiều. Thêm một cái miếng tôm chiên bằng to luôn, bằng kia luôn. Em mở sạch thế chưa? Mở rồi, thử có thêm cái mì. Cái mì căng xong. Nước sốt cũng vừa ăn, vừa ăn, không có quá mặn. Nếu mà mình họ cho mình cũng tình này, nếu mà mình muốn thì mình bỏ thêm. Bỏ riêng đó. Bỏ riêng thì mình muốn ăn mặn ngọt. Nhưng mà nói chung là thêm. Ăn được. Em thấy cái mì khô này á, giống như là ăn được, không tệ đâu. Đó. Giá thì chưa biết, tại vì không có thể để giá, nhưng mà em thấy thì cái mì khô này ăn không tệ tí nào luôn á. Tôm, em ăn thử tôm. Cái tôm có tươi nữa. Hủ tiếu khô thì có tôm với trứng với là chả. Thường thường có chả cá không? Ở đây chỉ, này. Chỉ chả xíu thì phải có đấy đó. Không có chả. Chả cá chiên. Nhiều chỗ có, nhiều chỗ không đó. Tôm tôm này thì cũng ngon á, tôm tươi mà họ làm vừa ăn, không có bị bở mà không có. Hình như của em là có chấm súp đây này. À, của em có chấm súp đây này. Còn của mình đây là thực sự nói cái tô này cũng lớn, cái đít thì nó nhỏ mà cái đầu cái phía trên thì nó bè ra rồi. Súp thì em không thích, súp thì em không có thích, nó không có. Rồi bỏ ớt vào nha. Cái ớt cái chua đậm gì ăn. Mời cô chú bác nhé, chờ cái tô này, cái này như là một cái đùi thịt, tô cái này nó để được đùi hai cái đùi của mình trên này. Tô này nhiều lắm cô chú bác, cái này ăn hết rồi, mình ăn để có rau. Mình ăn để thưởng thức chia sẻ với cô chú bác thôi. Còn cái tô này mình biết là mình ăn hết. Bởi vì giờ mình ăn thì đó là trải nghiệm và ăn để chia sẻ. Mình được tin. Điều mà để cái đùi vịt cũng dễ ăn hết đúng không? Cái nước thì nó theo cái chính sách của mình đó, cái khẩu vị của mình đó, là cái nước nó hơi bị có một cái độ ngọt, cái độ ngọt chắc có lẽ là giống như anh nói, cái độ ngọt cái kiểu này là của người miền Nam hay sao á, đại khái vậy. Rồi còn vịt thì mình coi trong này có vịt thì có hai cái góc cái đùi đây này. Vịt thì nghe cái mùi thuốc bắc, bắc cái tìm mà tìm mùi thuốc bắc đó. Thì cái chén xôm bạn đang có thể bọn em thấy cũng không thích lắm, tại vì nó cũng ngọt. Vậy là cái súp này á, cái súp mà để em ăn hủ tiếu khô là ăn được cái nước của này. Nước của vịt tìm báo đó là mình đoán đấy, là vì hai cái đều ngọt. Hiện tại giờ là trong chuyện có hai vợ chồng mình thôi, là vì cái giờ này là giờ 2 giờ chiều rồi, cho nên là cái giờ này là bố xa cũng khi người ta đi ăn lắm thôi đó. Này mới mở có mấy người ta mới khai trương tuần trùng mới khai trương mới một tuần thôi, là vì mình mới nói chuyện qua với cái người mà chủ tiệm ở đây, vô tình mình thấy ngồi đó rồi cô chào mình chào cô rồi mình hỏi han thôi, là vì khi mình hỏi thì mình mới có những cái câu chuyện mình chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em biết được là cái việc này
chủ mới lấy bao lâu và người ta thay đổi những cái món gì trong này. Sau khi mình ăn xong đó, thì mình cũng sẽ chia sẻ và mình cũng nói tới cái việc này mới check over lại trong cái trường hợp. Cái mì mình kiểu nào nó không có mấy cái rau đâu, nó gọi là rau muống đũa hả? Cái gì hả? Cái mùi. Cái dân đầu khô, mì khô họ cho mình cái đủ ngâm, ăn cũng đỡ ngon. Cái mì mình tìm á, mình thấy mấy cái quán mì mà cái kiểu mà là lai tàu á, ở đây hiện tại giờ người ta mới khai trương rất là nhiều, cô chú bác, khai trương rất là nhiều luôn. Cho nên là nói về cái vấn đề mà cạnh tranh với những cái món này rất là khó, rất là dễ. Và tất cả những cái tiệm mà mì ngon dở tại Bosa này, về mì thì tìm mì khô, mì nước là mình đều tới và trải nghiệm và thử hết tất cả này. Những cái tiệm mà đã có mặt ở đây, những cái tiệm nào mới mở và những cái tiệm nào mà đã mở lâu rồi mình cũng đều tới thử. Cho nên một nơi nó có một cái sự cách mà cái hương vị, cách nấu có điều khác nhau. Thường thường á, mà muốn ăn á, những con vịt mà ngon, những con vịt mà tươi, những con vịt không để lâu, là chỉ có vô những cái nhà hàng á, mà bán rất được về cái món cái vấn đề là những cái món mà mình phải tìm cái vịt người ta mới làm ra hàng ngày được, chứ không chứ đặt trường hợp mà những cái tiệm mà chậm á thì mình bảo đảm á cái vịt á, tại vì những cái vịt này người ta để trong cái lồng kiếng á, mà người ta để càng lâu á thì cái con vịt nó sẽ khô lại, mà khi khô lại rồi á thì mình ăn thì nó không có được như là những cái con vịt mà mới quay ra mấy tiếng hồ. Cho nên nhiều cái tiệm mà nó bán nổi tiếng về vịt đó, thì người ta nói thật là người ta làm 5-7 con gì đó, người ta bỏ ra cái trong vòng đáy mắt hết rồi. Cho nên khi mình ăn cái thịt mình có thể là nhận xét ra được. Còn những cái tiệm mà người ta mới mở hoặc là người ta mới lấy lại và đồng thời đổi chủ, thì nếu bán chậm đó, thì những cái món này chắc chắn nó không có được như những cái chỗ khác. Thực sự mà nói ở buôn bán ở đây nó khó khăn lắm, rất là khó khăn luôn đó. Anh phải bán rẻ rồi anh phải bán ngon rồi anh phải phục vụ tốt và cái địa điểm nó cũng phải hợp lý nữa thì nó mới tồn tại. Xa này á, cái tiền mà bán chậm một cái á, là những cái nước súp này á, nó càng để trên cái lò thì cái nước nó càng để lâu á, thì cái nước nó càng sắc lại, mà sắc lại mà mình pha thêm nước á, thì cái nước nó sẽ thành ra không có được như cái lúc đầu. Cho nên là mình hay đi ăn mà mình cũng hay cố gắng để thưởng thức, cố gắng để mà cứ chia sẻ đến cho cô chú bác biết được là những vất vả của những nhà hàng mới mở ở Đà Bô Sa như thế nào. Ở đây ở trước đó cái giá không luôn, mình không hiểu sao là cái menu không có giá luôn cô bác. Cái này thì mình không biết là bao nhiêu tiền, nhưng điều giống theo mình nghĩ mà khi mà mình đưa một cái thực đơn ra, đó là cái cảm nhận và đó là cái sự nhận xét của mình thôi. Mình nên có cái giá để cho nó là rồi. Giờ mình thử qua cái mì khô hủ rác nhé. Cái đồ chua này, đồ mà em ăn thì cũng ngọt ngay.
rồi biết sao mình thấy cái tiệm chỗ mới này của chú bác. Cái đồ ăn thì theo khẩu vị của mình đó là nó hơi bị ngọt. Nó hơi bị ngọt. Một cái tiệm mà ra để mà làm một cái business, ra vừa thợ ra mà mở một cái nhà hàng nhỏ để buôn bán ở đây, mình thấy một sự tồn tại không phải là dễ, vì những cái khách hàng mà ở Bosa này á, người ta rất là sành điệu, người ta sành điệu với bác nhé, cho nên không phải dễ mà lấy lòng được những người khách như vậy đâu, rất là khó. Giống như mình đây, những cái tiệm mà thực sự mà nói có nhiều cái tiệm mình vô mình ăn không biết là chỉ có ăn thôi chứ còn không có cảm giác gì ngon hết trơn đó, có nhiều cái tiệm này luôn quên mất. Nhưng điều cái nghề đi review food và đi review những nhà hàng mới khai trương để chia sẻ tới cho cô chú bác và anh chị em, đó là một cái điều cũng là có một cái sự áp lực trong đó nữa, là vì mình giải thích cho cô chú bác biết. Ví dụ đặc biệt mà mình đến một cái tiệm nào đó mà người ta mới khai trương, mà người ta mới mở thì được, người ta cũng chờ từng người khách và người ta mong cái tiệm của người ta có cái chỗ đứng vững trong cái mô sa này. Còn nếu mà mình tới ăn mà mình chia sẻ giống như cái món ăn không có ngon mà mình nói thẳng nói thật quá thì cái đó thì cô chú bác cũng phải thông cảm, mình cũng phải trừ cho người ta một cái con đường sống. Và có thể là mình làm hài lòng cho cô chú bác, nhưng điều có thể là tội cho cái người chủ, người ta cũng buôn bán vất vả cực khổ, người ta cũng làm hết khả năng thôi, chứ không phải là người ta muốn, là với là cái đầu bếp đó, người ta chỉ có giỏi tới mức độ này thôi đó, cho nên đó là một cái điều khó. Cho nên những cái tiệm mà người ta tồn tại tại Bosa mà càng ngày người ta càng mở thêm mà nhiều người biết đến thì cái đó là một cái không phải đơn giản của chú bác. Giống như mình hay nói đó, là những cái nghề gì mà mình làm á, hoặc là những cái gì mình chia sẻ là mình đều trải nghiệm qua và mình đều có cái kinh nghiệm và mình làm qua những nghề đó. Giống như nói về ẩm thực, mình đi review những cái đồ ăn là mình đã có mười mấy năm kinh nghiệm về vấn đề là mở nhà hàng, làm nhà hàng từ dưới lên trên, thì cho nên mình hiểu cái đó. Nó giống như về nhà cũng vậy, cho nên mình tự tin để mình chia sẻ và mình gửi đến cho cô chú bác hiểu rõ hơn. Cái nước mà vợ mình xúc mà ăn cái đó thì mình chưa được qua gì mình. Cái nước này là của cái nước là đây là mình đoán thôi nhé, cái mình không có quyết định rõ ràng. Mình đoán là cái nước này á, cái xúc này á, của cái tôm bì khô này á, là cái nước của cái mì nước của bên Anh đó, cái gian đó. Hay nói với nó, mình đi trải nghiệm đồ ăn, mình chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em, mà mình cứ hy vọng là đến đó em được hài lòng để mình chia sẻ thật tình đến với cô chú bác. Thứ nhất là cái người chủ người ta cũng có một cái số lượng khách mới mà xem video của mình để đến ăn và để đến ăn, làm cho cái tiệm người ta có thể sung tụ hơn và đi bán được hơn. Nhưng điều ngược lại nó cũng khó mà nói thẳng với thật hết với cô chú bác đó. Cho nên giống như mình nói ngày hôm nay mình làm cái video này, một cái tiệm khai trương mà mình cũng nói thật là đây là một cái tiệm mà mới khai trương, chủ cũ tiệm cũ mà chủ mới, để mình chia sẻ mình những món ăn trong này. Nhưng điều mình thấy những món ăn trong này á cũng là vẫn còn một số món là của cái tiệm cũ đó, một số món của tiệm cũ, và cái mình ăn thì mình thấy cái hương vị nó vẫn còn của cái chủ cũ, là giống như
cái mì này, mì khô, mì ướt, mình có ăn qua cái tiệm này với chủ cũ hồi xưa rồi. Đó. Thì mình thấy ra những điều đó, mình biết được là khi mình nó chuyển qua với cái người chủ, chủ không biết mình cũng không biết chủ. Đó. Thì mình cũng góp ý, thì mình nói là nên có một cái gì thay đổi, với là một khi mình lấy một cái tiệm mà over cái tiệm này thì có những món mới để mà gửi đến cho những cái người mà bạn hàng cũ, như người ta thấy cái bản hiệu mới, người ta vô thử, người ta chia sẻ đến ăn và rửa mà ngon, người ta sẽ chia sẻ rộng rãi hơn trên cộng đồng mạng để cho nhiều người biết đến để mà đến đây thưởng thức cho cô chú bác. Thì so ra cái tiệm này thì mình cũng cái khẩu vị của mình đó, thì mình thấy là lâu lâu thì mình cũng ghé lại thôi, chứ mình không có hảo với hai cái món mà mình ăn thử ngày hôm nay. Mình cũng hảo, có thể những người khác người ta thích cái hương vị ngọt 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 của người miền Nam đó. Còn mình đây thì ăn phải có một cái sự đậm đà, như đồ cái nước nó không phải là bị không phải đậm, cái đậm đà khác mà mặn khác nhé. Đó, cái mặn mình ăn vô là nó mặn, giống như mình nói là một cái tiệm mà bán chậm á, thì cái vịt nó sẽ bị khô và cái nước sốt đó, nước súp đó, nó sẽ bị sắc lại, nó làm cho cái nước nó sẽ mặn hơn vậy thôi. Đó. Vì ở đây nó có nhiều cái tiệm để mình lựa chọn về những cái món mì khô, mì ướt, mì tiệm này của bác nó gọi là mai tí mì da, quê tí mì da, mai tí mì da, dìm tí nè, nó rất là nhiều luôn. Vậy thôi, mình hôm nay mình thử vợ mình thì mì khô, mình thì mì nước, cho nên là mình thử được cả hai món rồi để mà gửi đến cho cô chú bác. Ở đây nhiều tiệm để cô chú bác đến thử, thì nếu mà cô chú bác sau khi mà xem được cái video của mình thì cô chú bác thấy những cái gì mà mình chia sẻ là giống như mình nói là nó có cái một cái vị ngọt không có hợp với cái khẩu vị của mình. Cho mình thấy là một cái tiệm người ta mới vô đổi chủ và mình vô thử để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em thôi. Nếu mà cô chú bác và anh chị em nếu có dịp mà ra cái tiệm này để thử trải nghiệm, để có một cái sự nhận xét, cái tiệm này thì nằm ngay giống như hồi nãy mình có nói đó, nằm ngay cái corner của cái đường New Hope và đường First đó, nằm đối diện với corner của Tân Cảng Seafood của chú bác nhé, với là hủ tiếu Triều Châu. Ồ, bên kia cũng có hủ tiếu kìa, hủ tiếu Triều Châu đó cũng có lắm. Thì như cái tiệm này em chưa dạng to tiệm cái hủ tiếu Triều Châu thì nó rất là lâu năm rồi, cái đó cũng anh nhìn chắc gần 30 năm đó. Cái hủ tiếu Triều Châu thì cái đó người ta có một cái nó một cái chỗ đứng, một cái tên mà phải nói là đi vào lòng người của bao nhiêu người mà tầm tỉnh những từ ban xa, người ta khi về đây cô chú bác mình thấy người ta cũng hay vô những cái chỗ đó, thay vì người ta vô bấm Google cô chú bác, bấm cái lần nó nổi lên mấy cái nhà hàng đó, giống như cơm Tấm Thành rồi cơm Tấm Trần Quý Cáp, nó vẫn nổi lên mấy cái nhà hàng đó cô chú bác. Thôi để mình coi thử hai cái tô này bao nhiêu tiền, thôi mình cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều. Và đồng thời hồi giống hồi nãy mình coi đó, cái tiệm này nó có một cái là người ta không có để bằng giá ngay cái trực đơn, cho nên mình cũng biết giá bao nhiêu tiền, nhưng đều mình sẽ chia sẻ với cô chú bác và anh chị em. Cô chú bác thì cái nhà hàng này thì mới quá, cho nên không phải mới gì, nhà hàng cũ nhưng được chủ mới, cho nên mình thấy cũng máy móc không in ra cái receipt cho mình được, nhưng điều hôm nay mình trả tiền mặt thì lại hai tô, tính ra là không biết người ta có lấy thuế không biết rồi. Cả thuế nữa là 33 đồng, cả thuế nữa là 33 đồng, thì cho mình cho là một cái tô cỡ 15 đồng cô chú bác. Thì sau khi ăn xong thì mình nhìn thấy những cái bức hình của những món ăn á, là người ta dán ở ngay cái kiếng ở trước á, thì trong đó cũng có một số đồ ăn, một số phần mà phần ăn thì mình thấy cũng có ghi 12 đồng một số phần ăn thôi, chứ không phải trong đó 10 cái hình mà có 10 cái hình mà đều có cái giá phần ăn luôn đâu cô chú bác nha. Đó, cho nên còn cái menu thì mình không nhìn thấy để cái giá đồ ăn đó, thì mình cũng thấy là cái hương vị kia không có hợp với mình, nó hơi bị ngọt, vì mình là người miền Trung cho nên mình thấy cái hương vị không có, nó hơi bị ngọt với mình. Và mình thấy vịt á, thì
cũng ok thôi. Đó. Cho nên là có sao thì mình cũng ăn xong thì mình cũng muốn chia sẻ để cho cô chú bác hiểu. Chứ thôi có một số cô chú bác sau khi xem cái video của mình, rồi cô chú bác đến, rồi cô chú bác ăn, cô chú bác không hài lòng. Rồi cô chú bác, thứ nhất là cô chú bác đói bụng mà vô đó tự nhiên ăn không hài lòng thì cô chú bác cũng buồn. Buồn thì mình cũng không có vui. Và cô chú bác comment cho mình thì mình cũng không biết nói gì hơn. Là mình đã nói từ đầu là mình là một cái người đi chia sẻ những cái món ăn ngon và không ngon. Và thậm chí mình ăn xong mình còn không hài lòng nữa. Nhưng điều đây là những cái tiệm mới là mình đều gửi đến cho cô chú bác biết được là những cái khu bố xa này có những cái tiệm, những cái chủ mới, tiệm cũ mà chủ mới như thế nào, nằm ở đâu thì mình đều chia sẻ. Dạ thôi, cái video nó cũng hơi bị dài rồi. Mình cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều đã tiếp tục theo dõi cái video của mình. Và cũng mong cô chú bác và anh chị em thông cảm nếu mà những cái nhà hàng mình review gửi đến cho chú bác mà cô chú bác đến ăn không có hài lòng thì cô chú bác cũng coi như là rộng lòng thương, mà coi như là coi như là gọi là cái gì bỏ qua hơi cao đánh khẽ đi. Không thì mình cũng biết cô chú bác tâm lý mà khi mà ai tới nhà hàng ăn thì bụng để đói thì mới đến, mà đến thì lại ăn không, nhất không hài lòng, thứ hai nữa là cái món ăn nó không có vừa miệng thì cái đó cũng là một cái điều buồn. Nhưng điều cái gì cũng phải thử, cô chú bác thử thì mình mới biết được. Có thể là mình ăn không vừa miệng mà của mình không hợp về vì nó hơi ngọt chút xíu, nhưng điều biết cho được nó hợp với những cái người cô chú bác là thích ăn những cái hương vị nó hơi ngọt xíu. Để thôi, mình chào cô chú bác, hẹn gặp lại video tiếp theo với cô Hoàng Family TV. Bye bye cô chú bác nhé.